rồi chào các bạn ha à, tình hình thì có một số bạn đã thi rồi còn một số bạn thì cũng chuẩn bị thi tiếp và có yêu cầu là nhờ thì hỗ trợ thêm về video nữa thì hôm nay rảnh thì làm thêm ha ở đây thì hôm trước thì có nói rồi à, chúng ta sẽ đi tìm một cái dạng câu mà là câu trong cái biểu đồ gọi là vị trí À, hoặc là những cái câu dạng thông tin à, mà mình coi xem coi là mình đón trước được những cái nội dung gì để mình làm thì trước nhất là mình nhận diện ở đây là câu không đúng các bạn nhé trước tiên nó là câu không đúng hôm trước mình làm câu đúng còn bây giờ nó là câu không đúng hay là mặt chi à ninh cọt là có nghĩa là tìm cái câu không đúng không đúng với cái gì đây thì ở dạng này thì có nói với các bạn rồi là chúng ta chỉ cần coi hai cái từ cuối đúng không thì hai từ cuối này mình thấy là kiều giúp là, là giáo dục Như vậy nó đang liên quan đến một cái bản thông báo về giáo dục Thì thông báo về giáo dục thì um, giờ giấc địa điểm ở đâu đúng không Khai giảng khi nào kết thúc ở đâu đại khái vậy Thì cái bản này nó cực kỳ đơn giản các bạn nhé Rồi bây giờ thứ nhất là chúng ta coi coi um, cái đối tượng nè à, có không Coi thời gian thì mình nhìn vô mình thấy là có đây nè. Đó, có ngày thứ nữa nè. Đó, bắt đầu. Rồi cái địa điểm nè. Rồi, thì bây giờ mình cứ theo cái quy tắc các bạn. Nếu mình nhìn vô bốn cái câu này ấy, thì mình thấy là ở đây nó có cái dữ liệu về cái số nè. Thì nói những cái dữ liệu về số là chúng ta phải coi trước. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phòng 205. Chúng ta mới thấy phòng 205. Phục chi quan, phục chi quan. Như vậy là đúng rồi ha. Câu này bỏ. Tại vì người ta kêu mình chọn câu sai mà. Chừng nào người ta kêu mình chọn câu đúng mình mới lấy. Rồi, nó nói là 6 giờ, từ 6 giờ đúng không bù tho là từ các bạn như lại là đề từ nè hay là kết thúc nè vậy kết thúc là 6 giờ mà ở đây nói là gì bắt đầu từ 6 giờ như vậy câu này là sai như vậy mình phải chọn hiểu không các bạn đó là cái cách ha rồi bây giờ chúng ta sẽ giải thích từ từ thì giải thích cái bảng này từ từ cho các bạn hiểu ở đây chúng ta có là chi quan an john kiều dúc chi quan an john kiểu giúp à, có nghĩa là chi quan là nhân viên an john là an toàn kiều dúc là giáo dục như vậy là giáo dục an toàn cho nhân viên in si in si in si là ngày giờ các bạn đây là samer oin thu duy gì các bạn bốn này là bốn giờ chiều thì là ne si pu tho do si đây là thứ bảy ngày 5 tháng 3 giờ này. Trang số là địa điểm nè. Bục chi quan. À, cái bục chi quan số 205. Thì đây là gì? Để giáo dục an toàn. Mà. Quy hề. Lên quy hề. Là để cái gì đó. Vì cái gì đó. đây là kiều dục khâm ta. Kiều, kiều dục khâm là giáo dục vì để an toàn cho trực quan cho những cái nhân viên thì đây đúng đó ha đối tượng là đúng đó nè nhưng mà đây ta kêu chọn câu sai mình không có chọn các bạn nhé 두 시간 동안 교육을 할 예정입니다. 고쪽 일 예정입니다. là sẽ có kế hoạch gì đó giáo dục trong vòng 2 giờ đồng hồ thì chúng ta thấy là 18 giờ à, tới 16 giờ trừ ra phải 2 giờ đồng hồ không các bạn. À, đúng rồi ha. Như vậy câu này đúng mình cũng không chọn luôn. Rồi cái câu 3 là cái nơi mà để dạy á, thì nó là tòa nhà Bục Sư Quan 205. Đúng ha. Như vậy đây mình cũng không chọn người ta kêu mình chọn câu sai. Và cái giáo dục này bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày thứ bảy là bị sai nó kết thúc vào lúc 6 giờ chiều mới đúng đây đó là một cái cách mà nếu bạn biết nhìn vô như cái ban đầu thầy nói là cái thông tin của cái bảng này là về giáo dục thì chúng ta biết là thời gian diễn ra từ khi nào đến khi nào trong bao lâu giáo dục cho ai khai giảng như thế nào thì chúng ta dựa vào cái 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 cái, cái hai chữ cuối trên cái bảng thông báo để chúng ta biết còn nếu như mình không biết cái đó thì cứ theo cái cách làm hôm trước thầy có chỉ các bạn nhé. Thứ nhất nè, nếu mình bỏ linh ở đây hết nè bạn. Thì ở đây có phải là mình uh, bỏ linh hết thì mình được cái này không? Thì ở đây chúng ta thấy nè. Đó. Nó ra những cái này. Đó, nó ra những cái này. Thì nếu như vậy chúng ta thấy là ở trong đây có mấy cái chữ kiều giúp các bạn. Ba câu có kiều giúp giống nhau thì chúng ta tập trung vào ba cái dữ liệu này rồi chúng ta dò lại theo cái cách hồi nãy thầy chỉ thì nó cũng ra các bạn nhé nhớ ha những bảng này nếu là những con số xuất hiện trong cái gợi ý thì phải tập trung nó liền rồi tiếp theo câu này câu này thì nó uh, như thế nào đây ở đây chúng ta thấy là cấu trúc phải nè trên cấu trúc có chữ rò cô nếu muốn gọi uh, lại xin lỗi rò cô là dự định uh, rò mia là nếu muốn và gia là phải thì chúng ta coi nè phải ở đâu khi nào đúng không và định để nè đã giáo dục về an toàn như vậy ở đây chúng ta cũng coi trên cái bảng thông báo này nè nó cái lịch trình của giáo dục an toàn như vậy nơi trốn người ta hỏi nơi trốn thì mình tập trung vào cái cột này rồi khi nào là thời gian là tập trung vào cột này. Được chưa các bạn? Nhưng ở đây nó có một cái gợi ý nó mình nhìn này, nó có nè, đó bốn cái này. Nghĩa là cho hai cột này mà một này thì mình dò lên đây mình thấy nè. Ở đây là Bangladesh đúng không? Như vậy là mình chỉ nhìn vào cái cột này thôi tại vì người ta hỏi Bangladesh mà. Như vậy cuối cùng mình mới chọn là đó tháng 7 hết nè. Đó, tháng 7, vậy là đúng tháng 7 nữa ha? ngày 7 đúng luôn. Rồi, Bangladesh thì mấy giờ? 2 giờ, như vậy ở đây 2 giờ chiều. Rồi su quên Đó như vậy là đúng Cậu 3 Hiểu không các bạn Cái cách nhìn nó là như vậy các bạn ha Rồi nếu như mình không nhìn được như vậy thì như thế nào Nên là mình không Trên đây mình không nhìn ra được chỉ ra là phải nè Để mình xác định được cái từ ỏ ti là nơi trốn là chăn xô nè Cái từ ỏ chê là khi nào nè Nếu chúng ta không xác định được như vậy Thì chúng ta cứ yên tâm các bạn Dùng cái quy tắc thầy nói nè Những câu giống nhau mà nó giống nhau nè Đó nó giống nhau nè đó thì chúng ta sẽ tập trung vô cái này nè tháng 6 nè đó ngày 23 nè 4 giờ chiều giống nhau hết nè in trên nè đó ở đây chúng ta thấy là in trên nam cu trần ở đây là là kệ dân Trong chúng ta thấy oh, ô hai thằng này nó giống nhau hết như vậy thì phải khác với hai thằng này thì chúng ta thấy muốn con Việt nam ở đây nó không nói gì cả chúng ta mới coi cái có cái gợi ý nào không à thì chúng ta dò 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 lại trên cái này ta hỏi có nói không thì à ở đây là bang như vậy cái này đã sai rồi tương tự như vậy ở đây thì chúng ta dò theo được cái câu như thầy nói vừa nãy là chúng ta làm được rồi mong cái video này sẽ giúp cho các bạn hiểu được thêm một chút về dạng câu này các bạn nhé rồi